Once upon a time, có hai anh em rất là thiên tài. Hai anh em tên là Phineas và Ferb. Còn mỗi ngày, Phineas và Ferb tạo ra nhiều phát minh cho vui. Hai người cũng có một chị hai tên là Kenneth. Kenneth thường dùng giờ để đi chơi với bạn trai của Kenneth. Kenneth hay nổi giận với Phineas và Ferb vì hai em hay quậy phá Kenneth. Ơi, Ferb, tự nhiên mùa hè đi chậm quá. Chúng ta còn có khoảng 140 ngày nữa trước khi đi học bài. Tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Tôi nghĩ khi mùa hè còn sớm, tôi sẽ làm something hella insane, dude. Tôi sẽ làm một con viên nước cho thành phố Tri-State. Mày đang làm như vậy? Em đâu có làm gì đâu, mà chị đang làm như vậy. Hôm nay tao muốn rủ Jen qua chơi. Mày đừng có làm gì mà quậy tao nha. Làm phiền tao thì mày chết đó. Chị, đừng có lo. Em là quên không phá chuyện của chị đâu. Bye. Ai ăn bánh mì không? Ai ăn bánh mì không? Mua khi cần nóng. 10.000 một ổ, vừa thổi vừa ăn. Mùi bánh mì thơm quá, bán cho em một ổ đi. Chả lụa đặc biệt, mua một tặng một. Wow, cho em mua 6 chả lụa. Bán cho em 10 chả lụa. Đủ rồi, mọi người. Tôi không còn có nhiều chả lụa. I'll sell out soon. Chào Agent P. Cái nhạc đi. Anyways, tôi sẽ tiếp tục với tình làm lưu lịch trên Tri-State Area tuần này. Agent P phải cẩn Dr. Doofenshmirtz làm hài cho Tri-State. Dr. Doofenshmirtz, sáng tạo gì? Hưng ác vậy? Ông ấy nghĩ Tri-State Area cần nước tại năm nay bị hạn hán. Thì Dr. Doofenshmirtz muốn làm Bloody Mary chính nhạc. Tôi không biết tại sao ông ấy quyết định là this is a good idea. Tracy Air cần sử dụng của AGP để chẳng Dr. Doofenshmirtz. Vâng. Ủa? Thế anh đang nói? Em không biết nữa. Chứ gì? Perry bị mất là tại mấy em. Phineas and Ferb không nghĩ để coi chừng Perry hả? Nhưng mà Candice cũng phải trách nhiệm cho Perry luôn. Sao chị không cử hăng coi Perry? Các em dám hẳn lớn với chị hả? Mẹ ơi, ba ơi, chị Matt và hai em sẽ bị đánh đòn. Không phải. Thôi, bây giờ chúng ta đi tìm Perry. Ủa, ai nói chúng ta? Tôi sẽ đi tìm Perry một mình. Ok, mình bắt đầu ở đâu? Nếu mình mà Perry, mình sẽ đi đâu? Công viên. Kiếm được thế. Ồ. Con này là con vịt, không phải thề. Let's grab you a minute. Agent P. Ủa, Agent P thường đội nón mà. Mày không phải là Agent P. À, tôi quên. Trời ơi, Agent P, hôm nay tôi sẽ dùng Fluttonator chính ngài. Tri-State Area sẽ bị lũ lụt. Stop me if you can. Perry có lời nói gì nữa không? Nếu không, bye bye Perry. Mwahaha.
À, mấy bữa nay bị nhậu. Why don't we make an unfurnier? Your genius. Thôi, đây là mình bắt đầu. Ferb đi lấy cái búa. Tôi gỡ ra cái máy. Hey Phineas, what you doing? Tôi đang làm máy unfurnier. Wow, hay quá. Phineas có cần em phụ gì không? À, tuy, không cần phụ. Ferb is enough. Phineas có cần kỹ năng kỹ sư của tôi không? Kỹ năng gì? Thôi, sit ra đi. Nó tiện hơn nếu mình dùng sức mạnh của tôi. Và bạn nhỏ xíu à, mà nghĩ có thể giúp được không? Thôi sẽ để yên bị lưu lụt rồi. Mua Wait, what? Tôi tưởng Agent P chết rồi. Lần này chắc ăn. Agent P sẽ chết. Nói nhiều quá mà không có biết làm gì hết. You will pay big time. Cái đó là cái chổi thôi. Perry không có thể làm gì được với cái chổi. Chắc là mẹ mày chưa bao giờ quán đòn bằng cái chổi. Tại sao tôi không tìm Perry được? Everything was my fault. Hello? Can miss cái sao không? Hi Jeremy. Tôi biết things aren't going well right now, nhưng mà it isn't the end of the world. Em không cần làm hết mọi thứ một mình nếu nó có khó. Just look around. You have me, your brothers, and parents mình giúp được mà. Đừng có buồn, Candace. Cảm ơn Jeremy nhiều lắm. Sau nói chuyện với Jeremy thì tôi cảm thấy vui hơn. Không có gì hết, chuyện nhỏ mà. Ok. Hi Candace, chị có tiền thuê được chưa? Chưa, nhưng tại sao cái điện không chịu bắt điện thoại? Xin lỗi, anh không nghe tiếng chuông ra. Nghe chị nói nè, chị công nhận chị mê trai nhiều quá và không chịu trách nhiệm cho gia đình. Chị hứa là chúng ta sẽ đi tìm Perry. Perry là gia đình mà. Chị xin lỗi hai em. Không sao hết. Thật ra em và Ferb cũng vui lúc đi tìm Perry. Đúng không Ferb? Yeah, đúng rồi. Okay, let's find Perry. Kiếm được rồi. Ủa, Perry ra đâu vậy? Mình dùng các inflator này đi. Được rồi. Nhanh lên, giấu cái máy đi. Mẹ và ba sắp về tới. Trời ơi, mấy con có sao không? Dạ, con, em và chị không sao hết. Hay mẹ lo á. Tôi quá, tự nhiên hôm nay bị lũ lụt ha. Thôi ba và mẹ vào phòng nhé. Dạ ba. Lúc mẹ không có ở nhà, did you guys behave? What? No, most definitely not. Lúc mẹ không có ở nhà, hai em làm cái... cái đồ chơi. Sao không? Hai em làm các đồ hay. Thực ra hai em rất là sáng tạo và ngoan ngoãn. I'm very proud. Cảm ơn mẹ. Rồi nếu vậy ba mẹ yên tâm, mẹ và ba sẽ đi đây. Bye mom and dad. Ba và mẹ đi rồi thì bây giờ mình sẽ làm gì với chất tốt nước này? À, tôi biết. Ferb, những các bạn qua nhà chơi đi. Let's have a pool party.